Chúa theo Thánh Gioan, chương 3, câu 31 đến 36. Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người, kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lên thánh giá, suy nghĩ nông cạn và non nớt của loài người dễ dàng cho rằng đó là một thất bại to lớn. Thế nhưng, đối với Kitô hữu, thánh giá chính là hiện thân, là sự thành công lớn lao của một tình yêu vô tận. Một tình yêu vượt hết mọi rào cản, vượt thắng tất cả sự tàn nhẫn và tội ác của con người. Nơi thánh giá, chúng ta nhận ra rằng chính khi tội ác của con người lên đến cao điểm thì cũng là lúc tình yêu của Thiên Chúa dâng cao tột cùng. Nơi thánh giá, tình yêu chiến thắng tội ác, sự sống chiến thắng sự chết, ánh sáng chiến thắng bóng tối, tha thứ chiến thắng hận thù. Đó cũng chính là phương tiện mà loài người dùng để khử trừ Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn mình, lại được Thiên Chúa dùng để quay lại cứu độ con người. Vì thế, thánh giá nơi treo đấng cứu độ trần gian lại chính là nơi phát sinh nguồn sống vô tận. Thánh giá nơi Thiên Chúa hiến con mình lại trở thành nơi cứu chữa cả một đoàn con đông đảo trên khắp trần gian. Thánh giá nơi sỉ nhục không gì bằng lại trở nên vinh quang vô cùng cho tất cả những ai tin, bởi tất cả những ai tin sẽ thuộc về Chúa Kitô và sẽ được người cứu thoát như chính người đã từng tuyên bố: Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn luôn biết nhận ra thánh giá của Chúa trong mọi nỗi khổ đau của cuộc đời, để nhờ đó chúng con can đảm đón nhận và vượt qua. Amen.